Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Đây, hôm nay thì bạn đồng nhỏ đang đi ra ngoài nhà thờ Đức Bà cho bồ câu ăn đây. Thì sẵn dịp ra đây mình sẽ quay một số hình ảnh ở khu vực nhà thờ. Ra đây. Vô đây. Đợi vô đây. Cái gì nó sợ rồi đó. À, đợi xíu nha, đứng lại bụi đó. À, đây là khu vực nhà thờ Đức Bà. Đây là trường tiểu học Hòa Bình kế bên. Thì đây là cái tổng giáo phận. Kế bên đây thì là trường Hòa Bình ha. À, trường mà Bác Lama đã từng học. Thì hành trình của chúng ta hôm nay là đi tham quan một vòng nhà thờ Đức Bà buổi chiều nha. À, buổi chiều xem hình ảnh ở đây như thế nào ha. Thì bên đây là nhà thờ Đức Bà. Thì hiện tại thì nhà thờ đang sửa chữa, chưa có xong. Thì khung cảnh buổi chiều thì mọi người chuẩn bị đi lễ. Và ở đây thì có rất là nhiều em bé đang cho bồ câu ăn đó. À, đây mình nhìn ra đây là công xã Paris. À, số 1 công xã Paris. À, chúng ta cùng lang thang một vòng nhà thờ Đức Bà nhé, một vòng tròn. À, rồi mình bắt đầu từ trường tiểu học Hòa Bình, trường tiểu học Hòa Bình cho đến vòng bên phải thì đến cái bưu điện thành phố. À, ngôi trường này có từ thời Pháp rồi nè. Nhìn trường rất là nhỏ thôi nhưng mà rất là cổ kính. À, còn bên đây thì nhà hàng cà phê. À, không biết ngày xưa là cái cơ quan gì vậy ha, mà nhắc nhở Bác Lama Khmer là cô chú anh chị đã ở cùng thời này thì chắc sẽ biết. À, nhân đây thì em xin chúc cô chú anh chị mình cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và vui vẻ nha. À, thì ở ngoài đây là công viên 30 tháng 4. À, không biết ngày xưa có phải là 30 tháng 4 hay không nhưng mà bây giờ là tên là 30 tháng 4. Thì đây ngay đây là góc đường công xã Paris và Hàng Thuyên. Đây rất là mát. Đó. Nói là mình đi một vòng đây thôi chứ vòng này lớn lắm. Đó, đường Hàng Thuyên ha. Mình nhìn công viên mát chưa. Bây giờ ở Sài Gòn mà có những hàng cây này rất là quý. Những cây dầu. À, những cây dầu. À, mình vòng qua bên kia là siêu thị Diamond Plaza.
Diamond Department Store. À, vừa là căn hộ, vừa là căn hộ, chắc có lẽ là căn hộ cho thuê trên đó nữa. Bây giờ là siêu thị luôn. Đây là đường Lê Duẩn đây nè. Lê Duẩn, cuối đường Lê Duẩn thì là Dinh Độc Lập. Đầu đường Lê Duẩn thì sáng mình đi là Sở Thú, Thảo Cầm Viên ha. Số hình ảnh để cô chú anh chị các bạn mình tham khảo khi có dịp mà đến Sài Gòn. Cũng cập nhật được một số hình ảnh ngày nay. Chúng ta qua đường nha. Đâu ở đây buổi chiều thì mát mẻ lắm. Đó, bà con mình tập thể dục. Đó, mình nhìn bên đây, mình nhìn qua đường bên đây thì có cái đường Alexander Road. Cái đường của rất là nhiều doanh nghiệp ở đó. Của những hội, những cơ quan chứ không có nhà đó ha. Rồi chúng ta đi tiếp tiếp vòng tròn nha. Bên tay phải mình là nhà thờ Đức Bà nè. Lâu lâu mình nhìn mình nghía qua vòng tròn này. Cái vòng tròn này có mẫu lớn ha. Rồi mình đi qua đây đến cổng Diamond. Đây là đường Phạm Ngọc Thạch. Phạm Ngọc Thạch và Lê Duẩn. Phạm Ngọc Thạch thì nếu chúng ta đi theo hướng này thì là đến cái hồ Con Rùa. Hồ Con Rùa. Hồ Rùa thì bây giờ không còn Con Rùa nữa. Chỉ là cái hồ nước và những cái tiểu cảnh thôi. Rồi chúng ta tiếp tục qua đường nha. Còn đây là Diamond nè. Cái siêu thị này rất là lớn, rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ thấy rất là vắng. Vô đây bởi nếu ta không có mua sắm mà đi vô đây thì cảm thấy ngại lắm. Tại vì vắng lắm, không như mấy siêu thị khác. Trong đây cũng cà phê, cũng có cà phê ăn uống, nhà hàng trong đây nữa ha. Rồi đi thẳng kia là cuối đường, là cuối đường Lê Duẩn là Sở Thú. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quẹo qua bên đường. Qua bên đường để đi vòng tròn nhà thờ. Ở đây thì không có đèn. Buổi chiều ở đây thì rất là mát mẻ và có rất là nhiều cái hoạt động ở đây. Khách du lịch ra đây rất là nhiều luôn. Vài bữa nữa thì nhà thờ sẽ vài năm nữa chứ, vài tháng nhà thờ xong thì sẽ rất là đẹp, thích hợp mình ra đây mình chụp hình. Nghe nói là 2020 thì xong, nhưng mà không biết có xong hay không, nhưng mà chắc có lẽ là đúng tiến độ tại vì công ty nước ngoài. Rồi để chúng ta vòng qua cái đường, đây là con đường như con đường sắt thì phải. Con đường sắt nè. Chúng ta vô đây xem coi chương trình gì nhé.
Đó, con đường sách, rất là nhiều nhà sách ở đây này. Tôi thì chuyển vào Nam, còn anh Trinh Luận là nguyên là giám đốc nhà hát Tuổi Trẻ Hà Nội. Hôm nay anh đã dành thời gian vào đây dự với anh Peter Paul. Xin được mời anh Trương Nhậm lên đây và cũng có đôi lời về tác phẩm này. Anh Trương Nhậm cũng là một người viết rất là tốt và rất là uyên bác về kiến thức văn hóa nghệ thuật. Anh nguyên là giám đốc của nhà hát Tuổi Trẻ, nơi có những vở kịch làm phương đây, nhà sách Thái Hòa. Xin mời anh Trương Nhậm. À, trong này rất là nhiều sách, con đường sách, nhà sách trên xe buýt luôn nè. Nhà sách Phương Nam. À, chỗ này có chỗ cho con nít chơi nè. Rồi chúng ta hoành trở lại nha. Ra ngoài đây là đường Hai Bà Trưng. Đây, mình đi một đoạn Hai Bà Trưng luôn ha. Mình khỏi hoành trở lại, sẵn cho cô chú anh chị, cô chú anh chị các bạn mình xem những cái hoạt động, những cái hình ảnh phía sau nhà thờ. Ồ, phía sau cái cái bưu điện trung tâm thành phố, hay là cổng sau nha. Ở đây thì có cái nhà hàng, ở trong đây buổi tối cũng có buffet. Nhưng mà buffet ở đây thì theo phong cách Tây nha, món Tây. Nếu mà mình thích món Việt thì vô đó sẽ lạc vị. Tại vì chỗ đó thì em có vô rồi, nhưng mà em không có, lúc đó chưa có biết review thôi. Bây giờ mới review, nhưng mà chắc hẹn hôm khi nào có dịp ha, chúng ta sẽ review buffet ở Continental. Nếu mà người ta đi vòng qua đây thì đến đường Nguyễn Du, đến Nguyễn Du chúng ta quẹo phải thì ở đây cũng là cái phía sau của trung tâm bưu điện luôn nè. Bên đây là đường Nguyễn Du, ngã tư Nguyễn Du Hai Bà Trưng. Cuối đường Nguyễn Du ngay góc này thì là bệnh viện Nhi Đồng 2 ha. Ngay chỗ này là bệnh viện Nhi Đồng 2 nè. Con đường có lá me bay là đường Nguyễn Du. À,
chúng ta theo hướng hướng này để đi đến công xã Paris nha. Ở đây không biết là cái gì mà có rất nhiều thùng xốp. Chỗ này là bán bao bì, bao bì thùng mút Thành Công, bao bì hồng, rồi chuyên cung cấp thùng gạch tông. Số điện thoại là 38225570, số 53 Nguyễn Du. Sẵn dịp thì nếu mà cô chú anh chị mình có về Việt Nam thì mình có thể lại đi mua hộp và đóng thùng, đóng hàng hóa để đem về về nước. Nhiều khi chúng ta cần cái thùng mà đi kiếm không biết chỗ nào mua, không biết chỗ nào bán. Đây là trường Trần Đại Nghĩa nè, trường Trần Đại Nghĩa số 53 Nguyễn Du. Một ngôi trường rất là cổ kính và rất là nổi tiếng. Trường này học sinh học rất giỏi, trường chuyên. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Bên đây cũng vẫn là không trả tiền cho mình, đây vẫn là bưu điện. Cái hành trình của chúng ta hôm nay có lẽ hơi bị dài. Đây có một dãy nhà rất là xưa, cạnh trường Trần Đại Nghĩa. Đây là có cái quán miếng miếng phở Xuân Cảnh. Lúc trước có review cho cô chú anh chị mình xem rồi đó, mọi người có thể search lại ha. Ở đây tòa nhà này có tên tiếng Pháp nè. Tên tiếng Pháp không biết nghĩa là, không biết nghĩa là gì nữa. Này nhắc nhở cô chú anh chị cho xin cái comment nha. Rồi đến đây thì chúng ta kết thúc hành trình đi một vòng nhà thờ Đức Bà. Ngày hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ anh chở bạn đồng nhỏ đi về đây. Chắc nãy giờ cho bồ câu ăn hết rồi. Một hộp một chén đậu là 10.000. Mình ngồi đó mình cho nó ăn, thằng nít nó khoái lắm. Lúc trước đây là cái cửa hiệu bán gà rán bắp bay, bây giờ thành quán cà phê De La Porte. Chúng ta nhìn lại cái khu điện trung tâm thành phố ha, rất là đẹp. Sau khi đổi màu, đổi tông màu thì bây giờ quay lại tông màu cũ.